Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Chúng ta cần chuẩn bị khoảng 500g thịt ba gọi, sơ chế sạch để ráo nước. Sau đó ướp khoảng 1 thìa cà phê bột tỏi, 1 thìa cà phê bơ lạc, nước sốt để ướp thịt BBQ. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 4 thìa canh. Chúng ta có thể bỏ thêm vài lát ớt nếu thích cay. Thịt sau khi chúng ta trộn đều cho ngấm gia vị và ướp khoảng 1 giờ. Thịt sau khi ướp xong, chúng ta đem nướng ở nhiệt độ 370 độ F và nướng khoảng 14 phút. Ý là chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ và thời gian tùy theo lò. Chúng ta nên chở đều thịt trong khi nướng. Chúng ta sẽ nướng đến khi thịt chín vàng đều là được. Tắt
Chúc tất cả mọi người thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.